Kính chào quý khách. Sau đây là motor có hai trục ra hai phía của chúng tôi, hay còn gọi là động cơ trục đôi. Thì động cơ này thì có đặc điểm là quý khách có thể lắp chuyển động ở mặt ở phía đằng trước và phía đằng sau. Và lưu ý là cái trục này là toàn bộ là nguyên bản nha, nguyên khối từ đằng trước ra đằng sau, không phải loại một số những loại trục lối trên thị trường, cho nên là tuổi thọ nó rất là dài và cái này bảo hành 2 năm. Thì quý vị có thể lựa chọn cái đường kính trục từ 19, 24, 32, 48, 50, 55 hay là 60, 70, tất cả mọi cỡ đều có nhé. Từ công suất động cơ là 0.37 kW cho tới tận 200 kW nhé. Quý vị cần thêm thông tin xin hệ số điện thoại 0984601144 nhé.